Kính chào quý vị. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 18 giờ, hôm nay, ngày 7, tháng 10, năm 2022. Thưa quý vị, năm 2022, Bộ Công Thương được Thủ tướng giao kế hoạch giải ngân vốn đầu công là hơn 800 tỷ đồng. Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch phân bổ toàn bộ hơn 400 tỷ đồng, trong đó gần 195 tỷ đồng thực hiện 28 dự án chuyển tiếp, 220 tỷ đồng thực hiện 27 dự án khởi công mới. Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi các bộ kế hoạch và đầu tư cùng Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm hơn 400 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó gồm toàn bộ vốn ODA là hơn 230 tỷ đồng và vốn trong nước hơn 167 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Chính phủ công tác đầu tư, khai thác tại một số cảng hàng không. Theo đó, Bộ lựa chọn 6 sân bay để đầu tư mở rộng, nâng cấp theo nhu cầu phát triển của địa phương. Cụ thể là các sân bay Nà Sản, Sơn La, Vinh Nghệ An, Chu Lai Quảng Nam, Cần Thơ, Thọ Xuân Thanh Hóa, Liên Khương Lâm Đồng được đề xuất đầu tư mở rộng theo hình thức PPP. Các sân bay dự kiến được đầu tư mới một số hạng mục như nhà ga hành khách, kéo dài đường băng, bổ sung sân đỗ để nâng công suất khai thác và đón máy bay lớn hơn, hoặc mở rộng khu nhà ga hàng hóa, phát triển khu logistics. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 10, tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2, với chủ đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Phát biểu khai mạc ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Giao nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là đồng bào dân tộc Giao cần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kết luận số 76 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc nhân văn, dân chủ và khoa học, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung và dân tộc Giao nói riêng. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 6 tháng 10, phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh nghị viện G20, P20 lần thứ 8 được tổ chức tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi nghị viện các nước tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng thống Widodo cho rằng các nghị viện toàn cầu cần trở thành một phần của giải pháp, đóng vai trò là cầu nối, thực hiện sứ mệnh hòa bình, thiết lập đối thoại và đàm phán, thúc đẩy đoàn kết và tránh chia rẽ. Ông Widodo kỳ vọng rằng P20 là nơi thích hợp để tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình thế giới và cùng nhau giải quyết các vấn đề nhân đạo, xây dựng một thế giới thịnh vượng và công bằng hơn. Theo Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani, P20 lần thứ 8 tập trung thảo luận một số vấn đề chiến lược, gồm giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa toàn cầu và thương mại lương thực công bằng, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững và kinh tế xanh, khắc phục khoảng cách tài trợ cho các nước đang phát triển nhằm thực hiện chương trình nghị sự toàn cầu, cải thiện hòa nhập xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và văn minh dân chủ. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã áp đặt gói trừng phạt thứ 8 và cũng là gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga, qua đó mở rộng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực thương mại cùng một số công dân Nga. Gói trừng phạt mới bao gồm việc cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy, sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa học, nhựa và thuốc lá từ Nga, cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ cho các công ty Nga. Ngoài ra, EU cũng đưa hàng chục cá nhân của Nga vào danh sách trừng phạt. Thưa quý vị, trong báo cáo, Tổng Giám đốc IMF cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu đang ngày càng ảm đạm bởi tác động từ đại dịch COVID-19, cuộc xung đột tại Ukraine và thảm họa thiên. Tất cả các nền kinh tế lớn nhất đều đang giảm tốc, từ đó làm suy giảm nhu cầu xuất khẩu của các quốc gia đang nổi và đang phát triển, trong khi các nước này vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là phải ổn định nền kinh tế toàn cầu bằng cách giải quyết những thách thức cấp bách nhất, trong đó có tình trạng lạm phát. Thưa quý vị, Thác Nàng Tiên, tại xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ, là một danh lam, thắng cảnh của tỉnh Sơn La. Đúng như tên gọi, ngọn thác mang vẻ đẹp kỳ vĩ và lộng lẫy giữa núi rừng nguyên sinh. Thời gian gần đây, địa điểm này đã thu hút được đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Thác Nàng Tiên còn có tên gọi khác theo địa danh của xã là Thác Triềng Khoa,
Đây là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng nhất ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thác có 3 tầng, được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương xỉ mọc từ khe đá. Thác nước trong vắt, với màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, từ đỉnh thác, dòng nước chảy xuống mặt hồ trong xanh tựa như dải lụa trắng thả mình mềm mại và nổi bật giữa đại ngàn. Thác Nàng Tiên đã được huyện Vân Hồ xác định là điểm nhấn để khai thác tiềm năng du lịch của khu vực này, vừa để tạo thêm kế sinh, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ rừng. Với những giá trị về mặt cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng gắn với lễ hội hoa ban, Thác Nàng Tiên đã được tỉnh Sơn La công nhận di tích cấp tỉnh. Thác Nàng Tiên, cùng với những di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, đã tạo thành những điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương. Thưa quý vị, Trường Giang là con sông dài nhất Trung Quốc, được ví là sông mẹ với chiều dài 6.300 km. Thế nhưng bạn đã từng thắc mắc con sông ngắn nhất ở Trung Quốc có hình dạng như thế nào và chiều dài bao nhiêu không? Con sông ngắn nhất Trung Quốc chính là Nhiệt Hà, sông Nhiệt, tạm dịch, dòng sông nóng hổi ở thắng cảnh Tị Thử Sơn Trang, một tổ hợp của cung điện và vườn hoàng gia nằm ở huyện Thừa Đức Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiệt Hà là một nhánh sông nằm ở phía đông bắc của quận Cao Sơn Hồ, trong khu thắng cảnh nghỉ mát Tị Thử Sơn Trang, với tổng chiều dài chỉ 90 mét. Nó bắt nguồn trong khu vực Tị Thử Sơn Trang và đổ vào sông lớn Vũ Liệt. Vào đầu thời nhà Thanh, khu vực xung quanh Nhiệt Hà là nơi chăn thả ngựa của người Mông Cổ, và một ngôi làng nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân. Sau khi Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh cho xây dựng hành cung, sau này đổi tên thành Tị Thử Sơn Trang Thừa Đức, đến thời Hoàng đế Càn Long thì hoàn công, thời gian xây dựng 89 năm, con sông này mới chính thức được gọi là Nhiệt Hà. Mỗi mùa hè sang, Hoàng đế nhà Thanh đều đến Tị Thử Sơn Trang xử lý công việc triều chính. Nhiệt Hà dần trở thành tên của một khu vực hành chính. Tỉnh Nhiệt Hà là một trong 4 tỉnh lớn vùng Đông Bắc thời Dân Quốc. Vị thế chỉ đứng sau Bắc Kinh trung tâm chính trị thời bấy giờ. Con sông ngắn nhất ở Trung Quốc được gọi là Nhiệt Hà vì đặc tính nước độc đáo của nó. Nhiệt độ nước sông cao hơn so với các con sông thông thường. Hoàng đế Càn Long từng đề thơ, sen nở mùa thu chỉ có duy nhất ở Nhiệt Tuyền. Ý câu thơ của Càn Long chính là, sen ở khu vực gần sông Nhiệt Hà, có thể nở rộ trong mùa thu bởi không khí và chất nước ấm áp. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.